Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có thay đổi chính sách đối ngoại. Ngày 2 tháng 7, VOA tiếng Việt có bài bình luận các diễn biến đối ngoại mới nhất của Việt Nam nói gì của tác giả Đinh Hoàng Thắng. Tác giả phân tích về một vài động thái trong quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ dựa vào chuyến thăm của Tổng thống Putin tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Trung Quốc. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả đề cập đến sự có mặt của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ về Đông Á, trợ lý ngoại trưởng Daniel Breitenbrink tại Hà Nội, ngay sau chuyến thăm của Putin đến Việt Nam để nhắc nhở những lo ngại của Mỹ về chuyến thăm của Putin. Tác giả cũng so sánh sự khác biệt giữa việc đón tiếp ông Putin tại Bình Nhưỡng và Hà Nội. Ở Triều Tiên, lãnh đạo tối cao, nguyên soái Kim Jong-un trực tiếp ra sân bay đón tiễn và đích thân ông Kim hội đàm với ông Putin, nhấn mạnh về một liên minh mới cấp độ cao và cấu trúc an ninh mới. Còn ở Hà Nội, ông Putin đến trong đêm và đi cũng trong đêm. Tổng trọng mời, nhưng tân chủ tịch nước Tô Lâm đứng ra hội đàm chính thức, có phải là chỉ dấu muốn hạ thấp nồng độ của chuyến thăm? Tác giả nhắc đến việc phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại Quốc hội ngay trong ngày 20 tháng 6 khi Putin đang ở Hà Nội rằng phương tiện chiến tranh ngày hôm nay hiện đại, ngày mai có thể đã lạc hậu. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể mang lại cái lạc hậu về nhà. Lời phát biểu của ông Giang cho thấy Việt Nam đã có những cái nhìn khác trước trong tính toán hợp tác quốc phòng Việt-Nga. Tác giả nhận xét Việt Nam và Nga đã ký 11 văn kiện hợp tác với các dự án về chế biến dầu thô, khí hóa lỏng, công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử. Hình ảnh Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, nếu nước Nga của Putin ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông, thì liệu hợp tác Nga-Việt tại các giếng dầu sẽ mở rộng, có đủ để ngăn chặn các âm mưu từ chiến lược vùng xám của Trung Quốc trên Biển Đông? Về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Đại Liên, Trung Quốc, tác giả cho biết Việt Nam tiếp tục muốn duy trì và phát triển quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Trung Quốc, tận dụng nguồn vốn và công nghệ của Bắc Kinh để phát triển hạ tầng và công nghiệp. Sau diễn đàn, ông Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, hội đàm với Thủ tướng Lý Cường, có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Mặt trận Vương Hộ Ninh. Trong các cuộc gặp này, tác giả cho hay Việt Nam đánh giá cao cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu do Trung Quốc đưa ra. Cam kết của người đứng đầu chính phủ Việt Nam liệu có phát đi một tín hiệu về việc Việt Nam sẵn sàng nhượng bộ trước trật tự quốc tế do Trung Quốc chủ đạo? Đổi lại, Trung Quốc hứa sẽ thực hiện nghiêm túc nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, kiểm soát thỏa đáng bất đồng trên biển, tăng cường hợp tác trên biển. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn WEF. Tác giả cho rằng, thông cáo báo chí này cần đặt trong bối cảnh chiến lược vùng xám của Trung Quốc trên Biển Đông đang bị phê phán bởi chính phủ các nước. Trong đó, nhiều nước như Philippines đã dũng cảm phản ứng công khai trước dư luận quốc tế. Cuối cùng, tác giả nêu vấn đề Việt Nam có đang thay đổi chính sách đối ngoại, con thuyền ngoại giao của Việt Nam có bẻ lái khi giới quan sát đưa ra các tín hiệu đỏ. Hà Nội hồ hởi đón Putin bỏ hội nghị quốc tế hòa bình về Ukraine, nhưng tham gia hội nghị đối thoại giữa BRICS với các nước đang phát triển. Việc Mỹ bỏ dán nhãn kinh tế phi thị trường tới đây vẫn là một ẩn số, trong khi vấn đề này có thể là nhân tố quyết định cho chuyến thăm Mỹ của Tô Chủ tịch. Đáng lưu ý, theo tác giả, liệu Tô Đại tướng, tân Chủ tịch nước, có tiến hành thăm Mỹ trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 6 vừa công bố báo cáo tự do tôn giáo về năm 2023, nhấn mạnh vẫn còn các trường hợp chính quyền Việt Nam xâm hại, sách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc của đất nước. Cũng vào ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ vừa kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trong đó có ông Yigit, ông Ipombia và bà Phạm Đoan Trang đang bị giam cầm tại Việt Nam. Một chuyến thăm ra mắt quốc tế thị uy quyền lực mới với trong nước như thế, liệu có tiên lượng trước những kết quả khả quan? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việt Nam có thay đổi chính sách đối ngoại. Đưa tay đỡ đòn đánh hiểm của Tô Chủ tịch
Liệu Tổng Trọng có qua nổi con trăn này? Tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay không những là mối quan tâm hàng đầu của Tô Lâm mà còn là mối quan tâm hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh. Ông Tổng đang nằm trên giường bệnh nhưng ông lại đủ sức đưa tay ra đỡ đòn đánh của Tô Lâm, cho thấy sức mạnh chính trị của ông vẫn còn đáng kể, không dễ để Tô Lâm có thể kết liễu. Tuy nhiên, lúc này cả sức khỏe thể chất và sức khỏe chính trị của ông Tổng Bí thư đều đang đi xuống, thì ông cũng khó mà chống lại đà suy yếu này được. Mọi nỗ lực của ông chỉ là để kéo dài ngày tàn và kéo dài để nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, hai nhóm mà ông đang che chở, có thời gian ứng phó. Một nguồn tin nội bộ cho biết Tổng Bí thư hiện nay đang bị viêm phổi khá nặng. Có lẽ đây là sự biến chứng của những căn bệnh mà ông mang trong người. Sức khỏe của ông đã rất yếu, không thể tự đi lại được. Hồi hội nghị trung ương chính, ông có gắng gượng để có mặt. Và mới đây, thì khi gặp Putin, ông có nỗ lực để xuất hiện, dù chỉ có thể ngồi mà không đứng nổi. Thông tin cho biết ông Tổng Bí thư không thể tự đi đứng. Từ hội nghị trung ương chính đến nay, chỉ mới hơn một tháng mà sức khỏe của ông Trọng đã yếu đi quá nhiều. Mặc dù ông luôn được ekip bác sĩ thuộc hàng giỏi nhất từ Trung Quốc đưa sang chăm sóc, có lẽ các bác sĩ cũng đã hết cách. Với tình trạng sức khỏe như vậy, giới thạo tin dự đoán rằng khả năng ông Trọng chỉ làm đến hội nghị Trung ương 10 rồi nghỉ, và cũng không loại trừ Việt Nam sẽ có quốc tang trước hội nghị Trung ương 10 sắp tới. Tại hội nghị Trung ương 9 vừa qua, ông Trọng đã ra tay đỡ đòn đánh của Tô Lâm, vá lại ban bí thư bằng cách đưa tướng Lương Cường về trấn giữ ban này, đồng thời bổ sung thêm 4 người từ ban bí thư vào bộ chính trị. Có lẽ đây là lần gia cố cuối cùng của ông cho bộ chính trị và ban bí thư, vì sức khỏe của ông đã không cho phép ông chiến đấu kéo dài. Có lẽ phần việc còn lại phải do các nhân vật trong ban bí thư tự đoàn kết lại để hành động, chứ không thể tiếp tục cậy nhờ ông Tổng được nữa. Trong những năm qua, nhóm bác sĩ Trung Quốc đã làm được những điều thần kỳ. Họ đã biến một ông già gần như hết khả năng sống sau đại họa ở Kiên Giang, có thể kéo dài sự sống đến tận ngày nay. Tuy nhiên, để kéo dài sự sống cho ông đến đại hội 14 là vô cùng khó khăn, dường như không thể, bởi sinh lực của ông đã cạn. Vào lúc này, không ai mong Tổng Trọng chết bằng Tô Lâm, và không ai trông ông Tổng kéo dài được sự sống bằng nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng xem ra, ông trời không ủng hộ nhóm này, ông Tổng khó có thể qua nổi con trăn này. Lâu nay, Tổng Trọng như bảo mẫu, phải nuôi nấng một đàn con nheo nhóc. Đó chính là những kẻ đã dựa vào, cậy vào quyền lực của ông để ẩn nấp và leo lên cao. Trong số những người đã được ông Tổng nuôi dưỡng, dường như chỉ có một người trưởng thành, đó là Tô Lâm. Những người như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ tưởng là đã trưởng thành, nhưng hóa ra lại quá non xanh nên mới gục ngã chóng vánh trước đòn đánh của Tô Lâm. Sau khi ông qua đời, cả đàn con nheo nhóc này khó thoát khỏi nanh vuốt của Tô Lâm. Hiện Tô Lâm đang gây áp lực quá lớn lên ông Tổng. Phe Hưng Yên, phe Nghệ An, phe Hà Tĩnh đều đang theo dõi từng hơi thở của ông Trọng, nhưng mỗi phe có mối quan tâm khác nhau. Ngoài ra, người dân cũng theo dõi rất sát hơi thở của ông, bởi một khi ông nhắm mắt xuôi tay thì cung đình lại biến thành một võ đài sôi động. Chưa rõ những trận đấu cung đình này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân ra sao, nhưng không mấy ai lạc quan. Ngoài ra, dư luận quốc tế cũng đang theo sát sức khỏe của ông Tổng, bởi nếu chính trường Việt Nam trở thành một đấu trường khốc liệt, thì đầu tư nước ngoài cũng phải tháo chạy. Hậu Tổng Trọng sẽ loạn. Cái loạn ấy đã bắt đầu rõ dần lên ngay từ lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đưa tay đỡ đòn đánh hiểm của Tô Chủ tịch, liệu Tổng Trọng có qua nổi con trăn này? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.